tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn truyện ngắn Tình yêu đất của nhà văn Võ Hồng Người đọc Thái Hoàng Phi Lão Túc bổ liên tiếp năm sáu nhát cuốc thật mạnh lưỡi cuốc dạt từng mảng đất lớn kéo ngã sắp xuống vết cắt láng nhẵn như có thoa mỡ mặt đất cỏ mọc dày vết cuốc cắt đứt rễ cỏ chằng chịt nghe rạo một tiếng ngọt chốc chốc là một cây sụt sạc một bụi mắc cỡ một cây găng bị ngã theo mảng đất đất mới tỏa ra một hương thơm nồng ấm ngai ngái đó là thứ mùi quen thuộc lão vẫn thường ngửi mùi khi vào tháng năm lưỡi cày của lão xốc từng mảng đất thổ khi vào tháng hai lưỡi cuốc của lão bổ xuống từng nhát mạnh để cuốc cỏ mía nơi vết thương của lòng đất vừa mở hơi nóng tỏa nhẹ lên làm lão ngây ngất và khiến lão nghĩ rằng đất là thứ da thịt có cảm xúc ở quanh rìa đám đất những gốc dúi gốc móc ó móc mèo nằm ngổn ngang hoặc chồng chất lên nhau gốc nào cũng dặn dẹo xù xì mang từng dải từng chùm rễ dài chúng đợi khô để chui vào bếp lửa lão túc chống cán cuốc đứng nghỉ mồ hôi điểm giọt trên khuôn mặt hợp lại chảy thành dòng xuống má xuống râu da mặt đen sạm như một gốc tre bị hung khói nếp nhăn chằn chịt cày sâu trên khuôn mặt bao quanh đôi hố mắt trũng xuống bao quanh cái miệng mớm lão không mặc áo mà chỉ đánh một cái quần đen bạc màu xắn lên đến đầu gối da ở ngực ở lưng ở đôi cánh tay ống chân cũng đều hừng hực một màu nâu cháy màu của những chóe rượu bằng đất nung và lửa chảy men mặt trời đã đứng ở đỉnh đầu hai con chim bạc má đuổi nhau kêu chí chách ở bụi cò ke um tùm gần đó lão đi lại gần ấm nước Giới tay cầm lên tu một hơi dài nước chảy từng dòng xuống ngực xuống bụng Lão đưa mắt nhìn một dòng khu đất vừa khai phá Bờ ranh sát với đường cái đi Lão để chừa một hàng gai bàn chải làm hàng rào Đầu kia là cái ao nước Mọc đầy rong đuôi trồn màu xanh già Những chòm sao chóc đứng ven bờ Đêm từng chùm hoa tím nhạt Khoảng đất này nguyên là đất bỏ quang Mọc đầy gai bàn chải Bỏ quang từ bao giờ Lão không hề biết Vì hồi còn nhỏ lùa bò đi qua đây lão đã hồi hộp lo sợ khi nhìn rừng bàn chải âm u vắng lạnh hồi ấy nơi đây còn có một cái đa to thân đa đầy hang hốc rễ buông xù xì và quả lò vỡ bình vôi bể chất ngổn ngang ở gốc cây một không khí ma quái rùng rợn phản phất nhất là khi nhìn lên chân núi đứng kề đó lão thấy ngổn ngang những nấm mộ người sống đi lại buôn bán nói chuyện cãi giả ở đầu sớm và giữa sớm Người chết nằm yên lặng ở cuối sớm nơi chân núi Dưới những ngôi mộ Khu gò hoang này Người trong sớm gọi là gò đình Chắc hồi xưa nơi đây có cái đình Bây giờ thì trong ốc người dân sớm Gò đình là tượng trưng cho một cõi Một miền xa xôi hoang vắng Nhiều rắn rết Nhiều ma quái Những lời truyền trong sớm không thiếu gì Để tô điểm cho cái không khí âm u huyền bí nơi đây Có người nói đã gặp chỗ này Một đôi rắn thần to bằng cột nhà dài bằng 10 thước và trên đầu có màu đỏ. Có người nói Hòa Thượng Chùa Đồng Mạ đi qua đây giữa khuya đã gặp một con quỷ màu trắng toát cao đến đọt cây gạo. Hòa Thượng bắt quyết Nạc to lên một tiếng và con quỷ tan đi. Biết bao nhiêu câu chuyện rùng rợn nữa làm cho lão hồi còn nhỏ ngồi chồm hởm bên bếp lửa mùa đông mở to mắt say mê nghe và cứ xích dần vào gần đống lửa. Lớn lên và đi lão không còn sợ ma sợ quỷ nữa đã từng chứng kiến bao nhiêu cái chết cái chết của cha mẹ của họ hàng của người quen của người lạ của người già và người trẻ lão thấy nếu người chết có hóa ra ma thật thì lão sẽ không ngạc nhiên khi gặp lão tưởng tượng mình có thể đứng nói chuyện với ma được và nếu ma có rủ lão chết thì lão cũng sẽ chết theo miễn chết sao cho nhẹ nhàng êm thấm đừng đau đớn đời lão có gì sung sướng đâu mà lão tiếc lên sáu tuổi đã phải đi chăn bò cho người ta lên mười lăm tuổi thì cầm liềm cầm hái đi gặt rồi thì cày ruộng tát nước gánh mạ cuốc cỏ có bao giờ lão được an nhàn ấm thân đâu hết thời tây đến thời nhật qua thời kháng chiến lão mơ ước có một đám đất của mình để gieo hột giống của mình cắt lên bó lúa của mình nhưng không bao giờ lão có được sống gần hết đời người mà lúc nào cũng chỉ có trên tay một cái rựa trên vai một cái cuốc trên đầu một cái nón lá rách tả tơi nhìn người ta có đôi bò đôi trâu có đụng rơm đứng ngất nghỉu ở góc sân có bồ lúa nằm quai vệ ở giữa nhà lão thèm thù một cách tuyệt vọng ông sụ kêu người ta tới cân bông ông lá nhắn người ta đến hốt đường ông quyền bán lúa ông lâm bán bắp mọi người nhà nông đều có một món gì để bán ra ngày mùa họ lo âu hoặc hớn hở còn lão lão luôn luôn đóng vai người ngoài cuộc lúc nào cũng chuẩn bị đổ mồ hôi ra dưới ánh nắng để làm lấy công lão không có dịp lão không có quyền lo lắng và hy vọng bất sớm hay nợm trễ lúa nhe kịp trổ hay lúa ba thóc mới đồng đồng đó là câu chuyện của người ta chỉ dính dáng đến người ta Lão cũng muốn nói góp vào Nói cho đậm đà câu chuyện Nhưng mà tuổi thân biết bao Khi câu chuyện chấm dứt Vì khi về tới thực tế Lão lại chua sót thấy mình Không hề có một giặc lúa Một nấm bắp Một nương khoai một hôm lão chợt nảy ra ý kiến khai phá gò đình Vợ lão e dè phản đối Chỗ mồ mã rắn rít Gặp mồ mã thì mình lấy cốt Biết vậy nhưng mà vợ lão không nói hơn Ngoài trừ những chuyện cụ thể như nồi cơm, trách mắm Con chó, con mèo, cây rau, cây chuối Còn thì mụ không nói lý luận được Lão Túc cầm cụi phát một mớ bàn chải cho ngã xuống sau 10 ngày phơi nắng Lão chất đóng lại đốt Từng nhát cuốc bổ xuống Những đống bàn chải khác lại tiếp tục được phát xuống Được đốt đi Từng nhát cuốc bổ xuống Kiến càng, kiến lửa, kiến bù nhọt, táo tác chạy loạn thần lằn rắn mối kỳ nhông chạy ra vào bụi rậm khi nghe bước chân thình thịch nhát cuốc phầm phập cào cào châu chấu bỏ ngựa dế trũi dế mẹn nhảy tới tấp bay rào rào về phía trước mặt nơi gai góc và lá xanh chưa bị tàn phá tháng bảy nền trời nặng những đám mây vẫn đục cơn mưa dông đầu mùa ào xuống nơi khoảnh đất vừa khai phá lão đánh vòng trồng khoai lang giữa hai vòng khoai lão rắc bắp Nơi bờ xanh, lão gieo hộp mướp, bí ngô. Gieo bờ cái bào nước, lão trồng rau muống, rau húng, rau ngổ, cà dĩa, cà giá dê. Lão cấm những hôm cụ mì, lão dăm những đọt mía. Lão muốn trồng đủ thứ, đủ thứ vào trong cái gian sang bé nhỏ này của lão. Nhất định là không có một diện tích nào bỏ trống. Lão thương yêu từng mảng đất nhỏ. Nhổ một bụi cỏ dại, nhưng trước khi vứt đi vào bụi rậm, lão phải cẩn thận đập chùm, để cho bao nhiêu đất bám vào đó phải và rụng xuống vào gian sang của lão nhiều lần thuận tay chụp một hòn đất định ném theo một con dông đang đào hang bươi những rễ khoai lão chợt ngừng tay lại bỏ hòn đất xuống rồi đảo mắt tìm một mảnh sành một viên đá lão sợ hòn đất lọt ra ngoài bờ đường làm gầy mòn đi cái gian sang của lão lão thương đất như thương con như thương chính da thịt của mình có những buổi chiều mùa hạ lão trả chiếu manh xuống đất Sẽ nằm ngửa mặt nhìn trời da trời xanh láng nhuyễn như thịt một con mực vừa cắt ra một tiếng sơn ca rung rinh trên tường cao lão cảm nghe ấm áp tựa nói lưng mình là mảnh đất thân yêu mảnh đất của mình mảnh đất chắc chắn là của mình nhẫn nại sinh ra khoai lúa là để cho riêng mình còn ai thương lão hơn mảnh đất này không con lão thì bỏ lão đi nó mê gái hơn cha Lão nói với nó Hết mùa cày Thần Lợt mày phụ ta với tao Phá rộng thêm miếng đất gò đình Thần Lợt im lặng Lầm lì không trả lời Chừng nào tao chết Thì mày có miếng đất đó Để trồng trọt làm ăn Có một miếng đất Đỡ hơn là suốt đời chỉ đi làm mướn Giàu có gì Miếng đất đầy mồ mã đó Lão Túc quắc mắt nhìn con chôm người tới trước trong một tư thế tự vệ câu nói của thằng lợt mổ vào tự ái của lão bất ngờ như lão vừa bị một con ong châm nọc nó xúc phạm tới mảnh đất của lão lão giận dữ quát lên mày nói sao đất sao lại mồ má? đất nào không mồ má? công tao khai phá đổ mồ hôi cục mồ hôi hòn xuống đó, đó. mày giọng lão rung lên thằng lợt bỏ đi ra chuồng heo thực tình thì nó đâu có ghét đất Nó sợ dĩ chán hết cả cày Cuốc, trâu, bò là vì con tỷ sắp đi phan thiết làm ăn Cô con tỷ bỏ xứ đi quan 15 năm trời mới về thăm quê Mụ mặc áo ni lông và đeo đồng hồ tay Mụ nói giọng Sài Gòn Mụ bảo Đi ở đầy tớ cho người ta thành phố Còn sướng hơn có ruộng ở nhà quê Mỗi tháng lãnh lương 4-500 đồng Để dành uống tóc Mua đồng hồ và mấy áo ni lông con tị nghe nói mê mẩn quyết đi vào hang thiết nơi cô nó ở thằng lợt nghe tin đau xót trong lòng nó như người mất hồn để cái gì đâu quên cái đó con tị rủ nó cùng đi nó ngần ngại vì nhút nhát từ nhỏ đến giờ chỉ mới nghe đi xe ngựa tới phú tân tuy hòa xinh đẹp làm sao quy nhân sang trọng như thế nào nó chỉ mơ ước và sợ sệt mà không dám mong đi tới nó khuyên con tị đừng đi nó bày chuyện đem ra dọa con tị nhưng con tị chỉ thò lò mắt ra nhìn lông nheo dày đặc lông mày rậm ri đó không phải là loại đàn bà biết sợ nên thằng lợt cuối cùng phải lén quấn mớ áo quần cũ trốn nhà đi theo nó thằng con bội bạc bây giờ nó ở đâu lão đâu có biết mê gái bỏ cha bỏ mẹ bỏ quê hương làng xóm đó nuôi con cày cục từ nhỏ chí lớn Thế là lớn lên có nhờ nó được gì không? Mảnh đất trung thành với lão hơn Và hiền lành nữa Hơn cả vợ lão Vợ lão ăn hiếp lão thường xuyên Nói một tiếng Thì mụ trả lời lại mười Mụ xô vào dằn coi với lão Đập thùm thập vào lưng lão Lão nhịn Hôm nào vô phúc Lão nổi hăng lên cãi lại mụ Thì chiều hôm đó lão phải nhịn đói Mụ nằm dài trên giường Đắp chiếu rên hừ hừ Nhất định không xuống bếp thằng lợt bỏ nhà ra đi theo con tị cả xóm đều biết nhưng mụ cũng nhất định đổ tội cho lão bảo rằng tại lão mà ra láng giềng của lão thì cũng chẳng ai hiền lành hơn họ nhìn xéo và liếc trộm đó là những người cũng nghèo như lão những người giàu những ông hương ông xã thì gọi lão bằng thằng cha túc khi lão để râu dài người ta gọi là lão túc mấy cán bộ trẻ tuổi có người gọi lão bằng cụ nhưng lão phải trả lại bằng rất nhiều tiếng dạ Dạ trước câu nói Và dạ, dạ sau câu nói Rốt cuộc chỉ có mảnh đất này là để cho lão an lòng Để cho lão nương tựa Nó không phản bội lão Đất không phản bội người Chỉ có người mới phản bội đất Người dẫm chân thề nguyện rủa xả rồi bỏ đi Đất vẫn ở lại Nhẫn nại trung thành Khi người về Người cái tưới mồ hôi xuống là đất lại nảy ra lá xanh đơm hoa kết trái lão gian tay đặt xuống mặt đất lão duỗi chân cho chân kề sát đất lão lăn qua nằm úp mặt xuống đất khói đất vững chắc nặng trình trịch nằm câm nín như khuyên khích lão an tâm đất không dồn dập đón mừng nên đất cũng không lạnh nhạt xua đuổi qua tháng mười bí ngô bò chằng chịt lên bụi bờ gai góc nở những nụ hoa vàng lớn lá bí lá mướp xanh rợn rợn che kín những thân gai xương sổ như truyền cho lão sức sống dồi dào tươi mát thân bắp dương lên căng ướt nhựa lá ống ánh trao đi trao lại thêm gió phe phẩy rồi bắp trổ cờ hoa vàng rung rinh thả từng trận mưa phấn nhẹ mỏng như sương rồi bắp răng chàng nhu nhú trong bẹ trái bắp lớn dần no tròn thêm căng những hột non dưới lần bao những con ong dò dẻ ông bầu ông mật bay dù dù rộn rã suốt ngày chui vào hoa này bám lên hoa kia làm nhộn nhịp cả một khu không khí dành khuyên chích chòe gọi nhau trả lời nhau đuổi nhau từ cành này sang cành khác một cặp chì voi bay đến đậu nói chuyện liến thoắng đúng là những đứa lắm miệng lắm mồm tiếng con chim gáy đổ hồi ở nơi xa hơn chậm chậm buồn buồn như tiếng đếm nhịp của một ông giáo già dạy học ở nhà thờ chào màu nghe ồn àng cũng rủ nhau tìm tới cất tiếng chuyện trò tiếng chim ở trước mặt ở sau lưng ở bên trái bên phải chen chúc lẫn lộn vào nhau sau một hồi làm náo loạn khoảnh đất yên tĩnh này chúng vội bay đi mất hết để lại lão một mình với tiếng cuốc phạt từng nhát xuống đất chầm chậm đều đặn tiếng một cành cây bị bẻ gãy tiếng một chùm lá cọ sát vào nhau có khác gì cuộc đời của lão đâu hội hè đình đám tết nhất dỗ chạp giọng cười bên ấm trà câu chuyện vui trong khói thuốc tất cả chỉ là những món trang điểm nhất thời lầm lì chịu đựng cán cuốc bóng nhẫn trong các bàn tay ánh nắng rung rinh đốt nóng trong mắt đó mới là cuộc đời thật của lão những buổi chiều đi về nhà tay cầm trái mướp mới hái đầu đội thúng khoai mới dở hay một sâu trái bắp trồng vào cán cuốc vác lên vai lão thấy lần lần vui sướng chân bước nhẹ nhàng mảnh đất của mình niềm thương và hy vọng của mình từng chập lão bắt gặp ý tưởng ấy nó cứ len lỏi như lấp kín trong óc lão không chịu rời mỗi ngày cái khoảnh đất của lão mỗi nới rộng ra những bụi dúi to được chặt đi và lão hì hục dùng xà ben nạy cho bật rễ kéo đặt nằm trên mặt đất Trông như những thân người quằn quại đau đớn Một buổi chiều trên đường về nhà Lão Túc gặp ông chủ tịch xã Lão đưa tay trái lên gãi đầu Miệng lý nhí một lời chào Dạ thưa thầy Ông chủ tịch tươi cười Thầy bà cái gì Thời đại bây giờ Ở dưới đất về đó hả Dạ Ở dưới đất về Bốn tiếng đó làm mát một nơi nào trong bụng lão Trong tâm can của lão Ở dưới đất về Bốn tiếng Lão thường nghe ông Phó Hai Bà Hương Năm Hay nói mỗi khi gặp ai hỏi đi đâu về Đất Đây là đất trồng mía Trồng bông Trồng me Trồng đậu Họ xuống đất để trông coi công cày Công gieo mạ Hoặc công cuốc cỏ Khi qua vụ lên Họ xuống dưới đất để ngó chừng ăn trộm Ăn đạo tới ngày hái bông đạp mía họ xuống dưới đất để thu hoạch hoa lợi ở dưới đất về là tiếng dành riêng cho người có của ở dưới đất về ông phó hai đi chậm rãi khua cuốc lóc cốc trên đường sớm và tay cầm cái rửa cán dài tha hồ chặt cây dọn bờ với một lưỡi rửa bén ngọt như vậy bờ dậu bao quanh đám đất bao giờ cũng um tùm cây cối chúng mọc lấn ra dương chồi trổ lá choáng cả lối mọc của mía đậu che tàn rợp giành giật ánh sáng và không khí của mía của đậu lão tưởng tượng lửa rửa phát xuống dứt lìa những cành cây ương ngạnh và gian trá thật sung sướng là tấm lòng người chủ miếng đất nâng niu bảo vệ cây trái của mình và chinh phạt tàn nhẫn lũ cỏ cây dại ở dưới đất về bà hương năm quằn vai dưới sức nặng của đôi giỏ đựng đầy tai bông trắng xóa ở dưới đất về đó là điệp khúc của một bài ca Làm say xưa tâm hồn lão Như mới ngày nào đây Lúc còn thanh xuân Lòng lão rung động theo câu hò điệu hát quê tình Hò Tình thương quang cùng như nhà liều tranh có nghĩa hơn tòa lắm cao Giờ đây lão đã có một miếng đất để mà đi về Đã từng có đám cây trái để mà bảo vệ Có bờ bụi phản loạn để mà chinh phạt Lão không còn là thứ người hai tay đấm hai cùi Thứ người chỉ có đôi dép cao su và cái rửa Thứ người chỉ sống nhờ vào sự thuê mướn của kẻ khác Niềm vui đó theo chân lão mà về đến nhà Mụ túc đang lục đục trong bếp Có tiếng một cái cối tiêu bị hất văng lông lóc trên nền đất có tiếng nồi cơm đặt nặng một cái thịt lên trên mặt rế Mụ làm lụng bao giờ cũng nặng tay Chẳng cái chén cái dĩa nào được nguyên vẹn với mụ Không mẻ miệng thì cũng nứt ngang, nứt dọc Lắm hôm phải lật cái khu chén lên để mà đừng nước mắm Lão vừa đi ngang qua cửa bếp Định cất cái cuốc xuống khỏi vai Thì có miếng đũa bếp quật mạnh đánh bịch một cái Và tiếp theo tiếng con mực la quẳng quẳng Vừa tháo chạy ra sân Thân mình nó quằn quại nó ngã lăn xuống đất Kéo lết đôi chân sau Vừa nhe trắng cả hai hàm răng Tiếng quăng quẳng phát ra Từ cái mõm lõm chởm đó Như cũng có góc nhọn Chúng kéo dài Đuối dần Rơi rạc dần Trong bếp Tiếng mụ lầm bầm Đồ quỷ sứ Ăn hỗn hào Đúng chỗ nào à cũng thọc mỏ Lão bước trở vào bếp Mụ chụp ngay Con mẹ cốc đó hả mồ tổ cha mày Sao mày không đem cái chày lại trả cho tao Nó mượn một chút rồi mà giữ chết ở đằng đó Nhà tao có ai đâu mà sai Ôn hoàng dịch tế hai mày à Không nghe có tiếng trả lời Mụ ngước lên nhìn và thấy lão Thằng già này nữa Không phải sao không lên tiếng Đi qua nhà mụ cốc đội cái chày về đội chày làm gì Lão ôm tồn hỏi Đòi chạy làm gì không biết hả? Để về tới cha tôi phải không Không thấy cái cối ớt kia sao Lão nhìn xuống cái cối nằm nghiêng ở gần ổ gà Một con gà mái đen nằm trố mắt nhìn lại lão Hai trái ớt văng ra xa ở dưới chân rổ bát Lão nói Đòi hỏi cái gì Không có chạy thì lấy đũa mà dầm mà cũng được Lão cười hì hì một tiếng nhẹ tiếp theo Tức thì mụ ném dung đôi đũa bếp Còn cười nữa à Tức chết người ta đi hết nước mắm, hết củi, cơm xong. Nấu một nồi cơm mà mà thối lửa hết thôi Lão đi lại lượm từng chiếc đũa bếp Gõ vào nhau cho sạch đất Lão tiến tới gần mụ Mụ tránh ra thủ thế Nhưng lão chỉ đặt nhẹ một bàn tay lên vai mụ Mụ hất tay lão ra Dép, yep, dép yep. Lão cười hề hề Niềm vui của lão khiến lão thấy thương hại cho một vợ lùng khùng dùng dằn Giá gặp một buổi nào khác thì lão ra tiếp tay cho mụ sáng luôn cái bát xuống đất Tiếp chân mụ đá luôn cái cối cho lăn tuốt ra sân Không Một người có đất Đất mịn màng và màu mỡ như vậy Có đám lúa cục đầu ngậm sữa Có vạt bắp đang trao những cánh lá trong gió Một người sung sướng như thế Không thể dễ dàng nóng giận Màu xanh của lá Màu vàng của hoa Gió mát và hương thơm Đang phản phất trong tâm hồn lão khiến lão bình tĩnh và kiên nhẫn lão Khơm lưng ngồi xuống cầm cái ống thổi lửa thổi phù phù vào đám củi trà Đấm lửa sáng lên đỏ rực nới rộng ra liếm vào cành củi bật lên ngọn bóng tối xuống êm đềm ngoài sân mùi thơm của hoa mù u nồng nồng sau bữa cơm lão bắt chổng ra nằm ở dưới hiên mụ ngồi xe sợi đang võng ở cây cột gần đó bầy mũi đói bay ra vào chân lão khiến lão phải đập chan chát từng hồi nhìn vẫn giờ nền trời lấm tấm sao lão dịu dàng thả tâm hồn đi lãng vãng về những chặng đời niên thiếu trưởng thành của mình cũng dưới một nền trời sao nở lấm tấm như đêm nay hồi lên chín tuổi lão đã phải băng đồng một mình trong canh khuya đi lùng tìm con bê chạy lạc dân nhà nông ở hai làng bình hòa phú mỹ cứ sáng phải lùa từng bầy bò đi hàng ba hàng bốn cây số xuống cánh đồng hòa mai hà yến để có cỏ thả cho bò ăn buổi chiều lùa về bầy này đi lẫn lộn với bầy kia vì con đường sớm hẹp đi cạnh những con bò cái hiền lành vô tư lự là những con bê con ngây thơ những chàng bò đực khác bầy khi gặp nhau thường chẳng mấy khi chịu yên chúng gầm đầu xuống khịt mũi quào hai chân trước xuống mặt đất rồi xông vào nhau mà hút sừng đập chan chát bụi tung mịt mù bò cái bò con chạy tán loạn người đi chợ cũng chạy tán loạn theo chính trong một cuộc bò đực giao đấu đó mà con bê của lão chăn chạy lạc sang bầy bò khác lùng kiếm không ra phải lùa bầy bò còn lại về chuồng chịu năm quất rồi may có lằn ngang lưng chịu nhịn đói bữa tối đó và cởi quần áo lội qua sông cây dừa đến từng chuồng bò ở hai làng bình hòa phú mỹ mà kiếm Bóng tối cũng dày đặc Êm và mềm như đêm nay Sao cũng nở chi chích Và hớn hở như đêm nay Mỏi chân và đói và lạnh Lão ngồi ở bờ sông Mà bật khóc òa lên Lão sợ cây roi mây dài của chủ Mỗi lần dục tới Làng roi xé gió Nghe vút một tiếng dài Và thân roi quấn tròn theo thân mình Gầy nhôm của lão Nhức nhối như có lửa trong thân roi Ri rỉ như có máu ứa ngay theo làng roi Lão thở dài lắc mình trên chổng, tiếng vàng tre cọt kẹt ở dưới lưng. Lão đưa một ngón tay lên chấm ở khóe mắt, ngạc nhiên thấy đã có nước mắt động ở đó từ lúc nào. Lão quay sang bảo vợ. Hôm nay à, bà chưa xuống dưới đất thăm, bắp đã trổ cỡ dưới đó. Tiếng ồm ồm của lão làm mụ túc giật mình. Mụ đang xe sợi trên bắp đùi để trần, mà mắt thì lờ đờ ngủ gục. Mụ hỏi lại. Cái gì? Nói cái gì Bắp trổ cờ ở dưới đất mình à. Tưởng cái gì Là người ta giật mình à. Mai bà xuống dung gốc với tôi Mệt Tưởng năm sở bảy sở gì Có một vạt đất bằng bàn tay à, Mà cũng làm rộn Lão lại cười hề hề Một bàn tay cũng là đất Năm sở bảy sở cũng là đất Tao có một bàn tay Thì tao rộn theo một bàn tay Hề <laughs> hề Mụ ngáp dài tỏ ý không muốn nghe nữa Nên lão cũng chẳng thèm nói thêm Nói với đầu gối còn hơn nói với con mẹ này Lão nằm lắng nghe tiếng gió thổi xào xạc trong lùm cây sung Tiếng dầm chèo gõ lợp cợp trên bé thuyền Đang bủ lưới ở mé sông Bao nhiêu tiếng đó đều quen thuộc với lão Ghé lại chặng nào trong quá khứ Lão cũng đều gặp Nhưng mà riêng đêm này Lão đã thấy thiết tha thân mật quả tình niềm vui của ban chiều đã theo lão không rời và trong giấc ngủ chập chờn dường như lão chim bao thấy toàn những dạ lúa đổ thành đống thành đống cao rộng mãi ra cao vút lên vô biên tràn ngập khắp cả chỉ toàn những lúa là lúa ngày thu mát lạnh tiếp theo ngày hè nóng nực cái ao con ở góc mảnh đất mỗi ngày một hẹp chui vi đất lấn ra ở ven bờ đất chụm lên rơm khô cỏ khô Đất bò đến đâu là cây cà dây muốn tiếp chân đi theo, châm rễ xuống để giữ cho đất khỏi lở. Lâu lâu giữa lúc đang cuốc đất, lão chợt nghe tiếng con cá vẫy đuôi một cái mạnh dưới lòng ao, lão dừng cuốc quay lại nhìn, vừa mỉm cười lẩm bẩm nói: "À, vẫy mạnh đi con, đợi hôm nào ông bắt về ấp um một chảo." Lời hăm dọa có đượm vẻ thân tình. Nếu một ngày nào Lão thả lờ hay úp nơm mà bắt được cá thì chắc lão sẽ ôm cá lên tay mà nhìn như ôm một người bạn và lão sẽ ăn thịt người bạn đó ngon lành âu yếm. Khi mặt trời lên cao, nước ao ấm áp thì rồng rồng bơi lội từng đàn, cá sặc cá rô thi nhau đớp móng làm rung sinh mặt nước. Hoa súng dương mình lên cao, xòe nở từng cánh trắng. Mặt ao trông giống cái khăn trải bàn có thêu thùa lá hoa rậm rạp. Một ngày tháng 10 năm đó Ông thư ký địa bạ của xã đi ngang qua đám đất Lấy chân gạt tấm cửa ngõ bệnh bằng trà gai tre Lững thững bước vào Lão đang cởi trần cuốc cỏ đám mì Do giả quay lại Lão mời ông thư ký vào ngồi ở cái trò nhỏ Vừa đặt tích ngồi lên giả kiếp tre Ông thư ký chép miệng Chà Ở đây gió mát quá à. Ngủ trưa thì sướng tuyệt à. Lão dạ một tiếng rụt rè Trời này cụ làm để giữ dưa Dạ Giữ dưa giữ bắp luôn thể. Lão móc túi đựng thuốc ra mời Thuốc sắc mỏng như sợi rau mày xanh úa Lão nói Mời ông thư ký hút thử Thuốc này là giống dân hòa Tôi xin được vài chục cây đem trồng ở góc kia Lão đưa ngón tay chỉ về đám thuốc đang ra qua Những cành lá dày rộng mọc ở dưới chân đã bị tước hết khói thuốc phì phà đầy nghe cái trò nhỏ chợt ông thư ký đằng hắn một tiếng lớn rồi trịnh trọng nói <laughs> mấy bữa nay xã phát động công tác kiến điền ai có ruộng đất đều phải làm tờ khai cụ dạ thưa ông thư ký đất này là đất bỏ quan tôi mới phá vỡ tôi biết tôi biết ông thư ký vợ ngắt lời cụ khai để đứng tên làm nghiệp chủ kẻo sợ sau này có người tranh đoạt Dạ Đất khai quang thì cụ được ăn qua lợi 5 năm khỏi phải đóng thuế Dạ Thấy ông thư ký ngồi im lặng không nói tiếp Lão lúng túng hỏi Nhưng mà cách thức khai báo À Cụ cứ ra trụ sở xã Rồi anh em làm giùm cho Cốt là cụ phải đo đạt miếng đất Theo chiều dài, chiều ngang Rồi tính diện tích những tiếng chiều dài chiều ngang diện tích khó hiểu khó nhớ làm cho mặt lão nhăn nhó lại được rồi để tôi bài cho cụ biết chưa cụ đo một bề này ông thư ký giơ ngón tay chỉ coi nó được mấy thước biết chưa dạ rồi cụ đo bề này ngón tay lại chỉ về phía khác biết chưa dạ Xong đâu đó cụ ra trụ sở xã Chúng tôi tính toán dùm cho Dạ Tiện chân ông thư ký xong Lão loanh quanh nghĩ đến việc đo đất Đo bằng cái gì bây giờ Thước đâu mà đo Cả năm cả đời có bao giờ lão mó động đến cái thước Đơn vị đo lường của lão là gan tay Sải tay Đòn gánh Cây xào Đơn vị nhỏ thì chi ly bề bộn hơn Lóng tay Múc đũa Múc chì vôi Hột bắp hột gạo, hột kê, con mọt. Cái ngạch địa này rộng năm gan, mặt trời lên hai sào, cái mụn bọc to bằng mút chì voi. Đóng cái răng cối xuống thêm một nửa hột gạo. Đó, những dụng ngữ thông thường mà tai lão Hằng nghe, miệng lão Hằng nói. Lão đi rảo nửa sớm mới mượn về được cái thước. Lão nói chấp hai sợi dây gào làm một và đo đủ năm thước. Nơi mỗi đầu dây, lão cột một thanh củi gót nhọn. Lão đợi một đêm trăng sáng và rủ vợ cùng đi Để mụ giúp tay với lão Mụ ưng nhạnh cãi lại Tôi không biết đo đạt tính toán Thì ai biểu mụ đo đạt Mụ chỉ cần cầm một đầu dây Rồi tôi sai gì mụ cứ làm theo Từ thổi cha sanh mẹ đẻ tới giờ Tôi đâu có đất có ruộng mà biết làm theo Giọng lão nằn nì Mụ chịu khó một chút mà Không, im lặng một phút chợt mụ quang quang lên như để phân bùi với hàng xóm đo đo đạt 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 điền đạt thổ cái gì làm như giàu lắm nhé đo cái gì lại để ban đêm mới đo quá là đi ăn trộm mà lão quất người nạt một tiếng im đi cha mày cái miệng như cái mỏ làng à và lão vội vã xách cuộn dây gào đi tuốt cái mỏ quang quang sau lưng lão thật là đồ ngu Lão đã chọn ban đêm để đừng ai soi mói nhìn vào công việc của lão. Lão ngượng như khi sung sướng mà bị ai bắt gặp. Như ngày Tết mặc áo mới. Như ngày cưới vợ, lão đi đón dâu bị hàng xóm chạy ra đường xem mắt. Lão lầm bầm trong miệng những tiếng rời rạc vô nghĩa. Đến đám đất, lão cởi áo dắt trên cái chòi theo thói quen. Đêm mát lành lạnh, mặt trăng sáng trắng như cái dĩa bạc chạy dung chút trên nền trời không mây. Lão đi lại một góc rào và cành cây, lá cây để cắm sát một cây nọc xuống. Lão cầm đầu dây kia chậm rãi, tránh những cây dưa, nhảy qua những vòng khoai. Đi cho đến lúc sợi dây căng thẳng mới dừng lại. Lão cắm cái cọc thứ hai xuống, miệng giọng dạc đếm. Một, tiếp theo lão giật mạnh sợi dây cho cây cọc ở góc rào nhổ lên. Lão thu dây vào lòng bàn tay, rồi chậm rãi bước tới cho đến khi sợi dây lại căng thẳng dưới tay lão. Cứ như thế chậm chậm, nghiêm trang Lão đem hết tâm hồn mình ra để cấm ngay ngắn chiếc cọc Để kéo thật thẳng sợi dây Để giỏng dạc đếm Một, hai, ba, bốn Không được mất một thước đất Phải đo cho hết, phải đếm cho đủ Lão cứ mong sao cho đất dài mãi Dài mãi vô tận ở dưới bước chân mình Ánh trăng trao qua trao lại Rót chảy theo lòng lá môn lá bắp nghiêng nghiêng lão lắng nghe tiếng chó tru ở các xóm rải rác ra xa, xa tiếng con ếch ồm ộp ở bờ ao tiếng ghế rì rỉ như xỉa sói vào bóng tối khi đã đo đủ hai chiều lão lẩm nhẩm đọc thuộc những con số những con số kỳ diệu đang biến lão thành chủ nhân của một sản nghiệp do mồ hôi và bắp thịt của lão gây dựng nên sáu giây bốn thước chín tấc bốn giây lão học thuộc dãy con số đó trên đường về lão học thuộc dãy con số đó khi vực gáo vào lu múc nước rửa chân khi leo lên chõng nằm khi lơ mơ đợi giấc ngủ đến sáng hôm sau lão đi đến trụ sở xã suýt tí nữa thì quen tay cởi bật cái áo ra để tìm chỗ vắt lão quen ở trần nên da chai đi mặc áo vào một lát thì thấy nực và ngứa ngáy ông thư ký địa bạ tươi cười chào trước à cụ túc thuốc lá của cụ hút đậm hơn thuốc cũng sơn Hôm nào hái ủ được nhiều nhiều Cụ nhớ để dành cho tôi một kim Đã đo đám đất xong chưa Dạ mới đo hồi hôm Được bao nhiêu Dạ Sáu giây bốn thước chín 9... Sáu giây là cái gì Lông mày của ông thư ký nhíu lại Dạ thưa quên Tôi lấy cái dây để đo Mỗi dây năm thước À Được Mời cụ lại bàn đây Lão tìm chỗ để đặt nón rồi tiến lại cho bàn giấy. Ông thư ký rút một tờ trong chồng giấy có in chữ sẵn đặt ở mép bàn, vừa mở nắp bút máy. Cụ tên gì? Dạ, Nguyễn Đương. Không phải tên Túc à? Dạ không, Nguyễn Đương là tên trong bài chỉ thuế thân. Sanh quán, chánh quán là Ngân Sơn phải không? Dạ phải, ngồi bút chạy rèn rèn trên giấy là ngân sơn tổng an sơn quận tuy an ông thư ký vừa đọc to vừa viết y như trong một lớp học cái miệng đang đọc rang rãng của ông thầy giáo bàn tay nhẫn nại cầm bút của học trò miệng ông thư ký méo sệt uốn éo theo đường đi của ngồi bút thổ canh nhất khoảnh bề dài bao nhiêu sau dây là bốn thước chín tấc sáu giây vị chi đi ba mươi thước ông viết những con số thật to chầm chậm cẩn thận tô đi tô lại nhiều lần bề ngang dạ bốn giây ba thước cộng với ba là hai mươi ba thước tám tấc lão túc chăm chăm vào đầu ngồi bút nét chữ đều đặn hiện ra nhẹ nhàng ngoan ngoèo khiến lão muốn chóng mặt như khi ngồi xe đổ xuống dốc Xe uống mình theo con đường lượn vòng Và ở dưới mắt Giải sông lùm cây Sớm chợ, ruộng lúa Trao qua trao lại Ông thư ký không hỏi lão nữa Mà đang nhíu quặm đôi lông mày xuống Để tính toán Tám lần chín là bảy mươi hai Việc hai nhớ bảy Tám lần bốn là Ba mươi hai với bảy là với bảy là Ba mươi chín dơi bẫy là ngồi bút gạch xóa bôi sửa nhiều lần ông lấy thêm tờ giấy khác lại viết lại tính lại bôi những vết nhăn ngắn cày sâu ở khoảng cách giữa hai chân mày lão túc chắp tay đứng im lặng chăm chăm nhìn lão có cảm giác mình đang phạm tội quấy rầy kẻ lớn lão chuyển sang sợ hãi khi chợt nghĩ đến sự lúng túng của ông thư ký ông ta có thể tính sai làm mất đi vài thước đất bao nhiêu là mồ hôi là hơi thở phì phò là gân cốt dương lên cúi xuống mới có được một thước đất ngọn bút tài bà mà cũng ác nghiệt nó có thể xóa mất một cách dễ dàng bao nhiêu công lao của người ta một vệt đờm loáng thoáng ở đầu trong cổ họng bắt lão muốn hò nhưng lão không dám tiếng đàn hắn của ông thư ký làm lão giật mình vẻ mặt tươi tỉnh ông giơ ngọn bút vẽ một vòng tròn bao quanh con số thành như sợ để không thì nó trốn mất Ông giơ tờ giấy lên xa đôi mắt một chút Chụm sát đôi môi lại Rồi một tay xoa cầm Ông giọng dạc tuyên bố 830 mét ca Lão Túc hơi cong lưng xuống Và dạ một tiếng nhỏ Khi nhận ân huệ Mọi người đều cong lưng Và nói khe khẽ như vậy Cụ ký với tờ khai này đi Vừa nói ông thư ký vừa ấn bút vào tay lão Lão rùng mình khi tay chạm vào cán bút Giọng lão thiểu não Ông cho tôi lăn tay Không được Thời đại bây giờ mà Đâu còn có chuyện lăn tay điểm chỉ Thưa ông Tôi cố gắng đi học bình dân Mà tối dạ u mê quá Học đâu quên đó tay quen cầm cày cầm rửa Nên hễ cầm bút là cứ tuột ra Ông thư ký cười to Nhìn xuống những ngón tay của lão Xù xì cong dẹo như rễ dúi rễ bàn thôi được đưa tôi cầm tay cụ ký giùm cho ông đặt cán bút vào giữa lòng bàn tay lão rồi nắm trọn bàn tay ấy kề gần mặt giấy đẩy lên đẩy xuống ngồi bút sóc giấy liên tục mực tóe ra như hoa cải cụ đừng đè xuống để yên à tôi lái cho dạ yeah. cái lưng cứ ngồi thẳng kìa đừng đè chứ cầm lỏng lỏng cây bút một chút khi ông thư ký ra lệnh thôi Thì một chữ đương méo mó đã nằm yên trên mặt giấy Tim lão đập rộn ràng Bút xa gà chết Chẳng biết lão vừa ký nhận cái gì Nếu đó là một văn tự vay nợ Một tờ giấy bán đất Thì thật là rồi đời lão Nhưng mà không có lý Lão nghèo nàn thế này Ai nỡ lừa đảo lão làm chi Cán rửa của lão bóng loáng Vì phạt bờ chặt gốc trên mảnh đất đó Lưỡi cuốc của lão phầm phập tháng này Sang tháng khác trên mảnh đất đó nào ai còn không biết Lão đem lòng thành ra Mà ở với thiên hạ Trên đường về lòng lão bâng khuân rộn ràng Mảnh đất của lão đã có tên tuổi Đã được làng biết đến Và công nhận chính thức Nó được hiện hình bằng chữ trên một tờ giấy in Vuông dứt ngay ngắn Được xếp chung với hàng trăm tờ giấy khác Hàng trăm miếng đất miếng ruộng khác Nó không là thứ đứa con quan Đất hoàng cũng giống như con quan vậy nó đã được công nhận Được xếp vào hàng ngũ bình thường Tên của lão đã có trong sổ bộ Bắt đầu từ hôm nay Người ta gọi lão là nghiệp chủ Nghiệp chủ Nguyễn Đương Thổ canh nhất khoảng diện tích 830 ca rê Chẳng biết ca rê là cái thứ gì Nhưng hễ có ca rê tức là có đất Lão vui chân rảo bước Chân dấp phải một hòn đá đau điếng Nhưng lão chỉ nhảy lò cò lên vài bước Xuyết xoa rồi thôi có chảy máu chút chút cũng không sao. 830 kare, Nguyễn Đương Thổ Canh Nhất Khoảnh. Ăn được một mùa lúa xạ thì bỏ một chiều kia. Thằng Lợt lù lù bước vào cửa. Chân nó đi thập khiển. Lão hỏi giọng bình thản như chưa bao giờ biết cảm động. Sao à, đi cái chân cả nhắc vậy? Thằng Lợt nhìn lầm lì xuống đất, trả lời nhắc cưng. Tại xe nhà binh nó cán. Chứ còn mắt mày để đi đâu Đi sao không ngó trước ngó sau Thằng Lật đổ vào liền Sao lại không có con mắt Đạp xe ba gác chở củi cho người ta Xe nhà binh chạy ẩu Qua cua phanh không kịp Tán lăn nhào Không chết là mai á Sao không bắt người ta đền Sao ông không vô đó bắt đền dùm Bộ dễ bắt đền lắm hay sao Đó là tại mày lỗi à. Lỗi cái gì Tôi đi đúng luật thế hey, thì mày giỏi chứ sao câu chuyện cắt ngang ở đó vô duyên ngớ ngẩn hai cha con không lái nổi câu chuyện khiến nó đâm vào ngõ bí thần lợt đặt cái vali làm bằng thiết xuống chổng mụ túc chạy lại xum xoe sờ mó mụ bảo nó mở khóa và mụ lôi ra nào bích tất cũ sơ mi cũ bài ca giọng cổ và lục cục nhiều món mà mụ không biết dùng để làm gì mụ cầm một cái đưa lên hỏi Chai thuốc gì đây mày Thuốc gì Thằng lợt nhíu mày Đó là lọ biantin chải tóc cha Thằng này xài sang dữ Còn à, cái áo gì mà cục ngủng vậy Bận làm sao Cái đó mà kêu là cái áo Cái xì Bận thay quần xà lõn Lão Túc ngồi ở ngạch cửa nhìn vợ con Bực mình thấy vợ lão vô dập một cách thái quá cái chân khập khiển của thằng lợn mới là điều đáng cho lão suy nghĩ âu oh lo nó có còn đi cày được không nó có còn cuốc cỏ mía được không nó có còn khiên nổi cái che không chợt vợ lão hỏi mày còn tiền dư được mấy ngàn tiền ăn cướp hay sao mà dư nằm nhà thương thí hai tháng mới lạnh cái chân đạp xe ba gác không được chủ cho thôi phải xin một trăm rưỡi tiền xe về xứ lão hỏi còn con tỷ đâu? Sao nó không về với mày? Mắc mớ gì mà nó về với tôi? Là tao hỏi vậy thôi Chứ nó không ở chung với mày sao? Thân ai nấy lo? Một túc chen vào Thế hai đứa bay hết thương rồi sao? Thương cái gì nữa? Nó vô phản thiết theo người khác À, đàn bà là vậy đó Lão túc thở dài nó vô trong đó làm nghề gì Ban đầu đi ở cho người ta Bây giờ nó đi làm đỉ Trời thần ơi Mụ túc kêu lên Hai vợ chồng già nghĩ thương cho sự thất bại của thần lợt Nên thôi không nói đến chuyện con tị nữa Riêng lão túc Lão cảm thấy an lòng Mặc dù cái chân khập khiển của thần lợt Làm lão lo lắng vẫn dơ Như thế là rõ ràng Thành phố phụ bạc con người Như lòng lão nghĩ chỉ còn đồng quê chỉ còn mảnh đất hôm sau những nhát của cô lão giáng xuống mạnh hơn những phát rửa chém xuống ngọt hơn lão thêm tình yêu đối với đất đồng thời dự tính trong óc cũng nhiều hơn để cho thằng lợt nghỉ dăm ngày rồi lão sẽ bắt nó ra đây chặt phụ cây đốn phụ trà với lão nó sẽ luôn luôn ở cạnh lão trên mảnh đất này có bị thành phố hất hủi nó mới chịu an phận trên luống cày tháng năm rồi tháng sáu rỗi rãi việc đồng án lão sẽ mạnh dạn phá thêm một khoảnh rộng nữa sẽ rắc một dạ giống lúa seo sẽ gặt về 50 mươi dạ lúa mới phơi khô rê sạch lúa sẽ xô đẩy xào xào dưới chân lão khi lão đi cày lúa trên sân phơi lúa sẽ rơi rào rào trên nông khi thằng lợn nâng cao thúng cho lúa chảy xuống từng lớp mỏng và lão cầm chắc cái quạt to đứng sau quạt phần phật mụ túc sẽ đi đi lại lại lê cái chổi quét dụng những ngọn lúa lép bầy gà của lão sục sạo tha hồ trong đám rơm mới đập thơm nhát mùi lúa dập mùi nắng mùi bùn ngoài lúa ra mảnh đất thân yêu còn sản xuất mỗi thứ một ít đủ cho lão dùng có bắp có khoai có mè có đậu rau cà tháng chạp dây bầu dây mướp quằn quại dưới sức nặng của những trái xanh tháng giêng những trái bí ngô nằm lăn lóc trên mặt đất phơi màu da vàng xanh loang lỗ lão buông ý nghĩ Đi dần về phía bụi ngô Tìm ngắt qua bí đực Bí bò lan đầy mặt đất Lá xanh che kín một vùng Chỉ thỉnh thoảng nở vàng một qua Lão rón rén đi nhón bước Giữa đám lá um tùm Trong cái vạt áo được cuộn lên làm bọc Hoa bí vàng chứa mỗi lúc một thêm nhiều Hoa bí có vị ngọt của cánh đài Cánh tràng Có mùi thơm của phấn hoa Mỗi buổi cơm chiều là có một rổ hoa bí luộc Chấm nước Thốt nhiên dưới bước chân lão Lão nghe một tiếng bốc một cảm giác tê buốt như tự đầu châm vào da thịt lá bí lay động rẽ ra một con đường hẹp cho một thân rắn trường tới thật mạnh dung dút thân rắn màu đen sậm ống ánh lão la lên trời ơi rắn hổ mang tay trái buông xuống vạt áo bị tuột ra hoa bí rơi tung tóe xuống đất nằm gác trên lá lão bước ra khỏi đám bí máu ri rỉ chảy từ vết trắng cắn ở trên mắt cá chân mặt nhất ở nơi ấy như có nhiều mũi kim châm tới sự đau nhức tiến lên rất mau đến bắp chân trên bắp chân như những lưỡi lửa, lửa liếm tới tràn lan ra tỏa xung quanh như mép những đợt sóng con dạt vào bờ tràn rộng tỏa ra xa, xa. nhức lên đến bắp đùi lão hết bước được nữa chân trái rung lão kéo lê chân mặt phải gắn về nhà cho thật nhanh rắn lục cắn dẫu độc nhưng còn dễ chữa nọc rắn hổ mung hổ chuối còn có thuốc bài trừ chớ rắn hổ mang Lão giận mình Sao không lưu tâm đến cái hang rắn này hôm dở đất Lão giận mình sao hôm nay hái qua bí Chi sớm quá Hay là lão tới số rồi Nghĩ đến đây nước mắt của lão tuôn ra Làm hai dòng Chảy vào miệng nghe mặn mặn Lão nặng nhọc cố lê từng bước Nhưng mỗi bước chân Mỗi chậm hơn Mỗi nặng hơn Loạn choạng mắt lão qua lên Từng dòng vàng dòng đỏ quay cuồng lộn xộn còn năm thước nữa mới đến đường cái lão cố nhức mắt lên cố vận dụng sức lực truyền đến đôi chân còn bốn thước rưỡi nữa lão loạn choạng nhưng gượng cho khỏi ngã tay lão rung theo chân vẫn còn bốn thước rưỡi nữa tay lão ù đi lão thấy lạnh ở hai vai cái cổ cứng lại chân mặt của lão nặng như khúc gỗ có còn là chân của lão thật không lão cố nhìn xuống xem nó còn đấy không nó đã rời ra chưa lão lặng người đi đầu lão xoay dần bụi dúi xanh con đường vàng bờ tre xa dãy núi dòm trời trao đi đảo lộn xoay vòng nhanh dần mờ mờ rung rinh lão ngã quỵ xuống đất người đi qua trông thấy vực lão về nhà sớm viền giả gừng pha nước tiểu đổ cho lão lão tỉnh lại đưa ngón tay chai sạn xù xì chỉ xuống chân ú ớ nói rắn hậu mang mộ Mọi người ồ lên Tiếng nói rào rào như sống dậy Chết chết Trời ơi bị rắn cắn chỗ nào Kiếm đâu cho có nước lọ rèn Đâu phải cho dại cắn mà uống nước lọ rèn Mô Phật không biết ở gần đây có xương trộn đèn không Lời bàn tán kéo dài Bàn tán ở quanh giường lão Ở trước sân ở ngoài ngõ Lão túc trên hừ hừ Mỗi lần trở mình Lão la hét lên như có ai cứa dao vào thịt lão tin lão bị rắn hổ mang cắn truyền đi thật nhanh ông cầu đáp chuyên môn hốt thuốc nam chống gậy đến mặt ông đỏ gai vì rượu chòm râu thưa da mặt mỏng và bóng nhẵn ông lại gần xích cái da ly thiết của thằng lợn còn đặt nằm trên chõng ghé đít ngồi xuống ông lật miếng lá xanh ai đã nhai đắp lên vết trắng cắn ném bạch xuống đất rồi giống dạ khỏi đứa nào đắp món gì đó mụ túc lật đật cung kính đáp Dạ thưa ông câu Tôi nhai lá hẹ mới đắp lên Hừ, Lá hẹ mà ăn thua gì Ông dán ống quần lão túc Nắng bóp cái chân bị nạn Nó sưng to gấp rưỡi cái chân kia Da căng bóng Lão túc ra rống lên như một con heo bị thọc huyết Ông câu đáp chậm rãi nói Nếu thiệt răng hổ mang cắn Thì không cứu được Mà cái liệu sưng nhất này Thì đúng là răng hổ mang Mụ túc khóc hòa lên chắp hai tay vái lia lịa Lại ông câu Xin ông câu làm phước cứu dùm Mặt ông câu vẫn nghiêm trang lạnh lùng Thì tôi chữa cầu mai à Không dám bảo đảm Gầm tại chỗ hổ về nhà Có hai con rắn đó là độc hơn hết à. Mai gầm cắn thì chết tại chỗ Rắn hổ thì về nhà mới chết Ông dừng câu nói Lễ mệ tháo lưng quần lấy ra một gói bọc lá chuối tươi đem giả nắm bắp đóng trong này cho nhỏ rồi bỏ thêm chút muối dạ lấy xác đắp lên chỗ rắn cắn còn nước thì cho uống dạ khi ông cầu đáp ra về thì láng giềng cũng lục đục về theo chỉ còn bà gậy nhà ở liền trước mặt và ông bộ còn nán lại lũ trẻ nhỏ hiếu kỳ thì tổ chức cuộc chơi đánh đáo ở ngoài đường ngay cửa ngõ tiếng cười nói tiếng cãi nhau ồn ào ở trong nhà lão túc vẫn rên tiếng rên càng lúc càng mệt nhọc đến xế chiều lão thở hổn hển hàng xóm đến thăm đông trở lại nhóm này bàn tiếp về phép chữa rắn cắn nhóm kia không tin rằng ngẫu nhiên mà lão túc bị rắn cắn họ che miệng nói nhỏ vào tai nhau các đẳng ở đó à, linh lâm mà người nghe gật đầu khe khẽ và gật liên tiếp bốn năm cái một nhóm người khác thảo luận về việc đồng tấn lương bị khô nước chủ rẻ kiện chức yển đập sơn trà. mấy nhóm thanh niên tụ họp xa hơn ở góc ổi góc mít nói chuyện nhân tình nhân ngãi gã bán cho nhau rồi thích thú cười ngặt nghẽo chợt ở trong nhà có tiếng một túc khóc rống lên ơ ờ, ông ơi sao ông thế này ơ ờ, ông túc ơi mọi người chạy đổ xô vào nhà người ta chen chúc nhau tìm một chỗ đứng mụ túc quỳ bên giường tóc sổ tung che nửa mặt thằng lợt đứng khoanh tay gần đó nước mắt chảy ròng ròng lão túc nằm thở thoi thóp đôi mắt đã dại đôi tay mân mê dường chiếu chợt lão mấp máy môi mụ túc kề sát tay lại gần lão mọi người im lặng lão nuốt liên tiếp những miếng đờm khò khè chạy lên tầng cổ rồi lão thều thào nói đứt quảng. Miệng đất gò đình thẳng Mắt lão trợ ngược Mụ túc khóc hòa lên Ơ ông ơi Ông bỏ tôi ông đi một mình Ơ ông ơi Hết chuyện